thay màn hình máy iPhone 5S. Đầu tiên chúng ta phải vặn hai ốc đít ra, hai cái ốc ở cạnh chân sạc vặn nó ra chứ không phải hai cái ốc đít. Em là thợ cò, em chỉ thay được như này thôi, kiếm tiền qua những cái này. Bóc lên tay lên. Ở trong này nó có cái cáp này, chúng ta để ý nha. Cáp này, sợi cáp này. Để ý nha, không đứt cáp đấy. Dùng banh cậy nó lên. Đây, để gọn ra. Chúng ta phải lật màn hình lên. Dùng tô vít vặn ốc. Và bắt nó lên, chúng ta dùng đầu banh cậy nhẹ này lên, những cái mạnh xuống ở dưới bên dưới nó có IC xe gây đứt. Chúng ta bỏ màn hình ra và lấy cái màn hình mới nắp vào này, nắp vào. Máy đang hết pin, chúng ta phải cắm sạc cho nó. Chúng ta tắt đi. Chúng ta mới đầu kiểm tra cảm ứng này, xem nó có ngon nghe không. Xem trong veo đẹp không, cảm ứng có ngon không. Chúng ta tắt ngọn đi để tháo màn hình để không bị chậm. Ngay khi đến giai đoạn này thì chúng ta sang các linh kiện, sang các cái loa mic từ màn hình cũ sang màn hình mới. Chúng ta tháo này ra, cái này sang bên. Thank you.
ta phải đi với cái cáp của iPhone 5, cáp vân tay này cực kỳ dễ đứt, chúng ta phải lọng đường ở bên dưới. Ta đẩy đây, ta dùng ngón tay móc 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 này lên này, móc ra ở đây, tháo loa ra. Trên này có cái cửa chúng ta cậy ra. Đây chúng ta móc ra được nha. Đây là màn zin của iPhone 5S đấy. Đều không? Các bạn trên gương đều. Rồi, khi chúng ta bỏ máy ra, chúng ta lắp vào. Để cái này ra nhé. Anh em nào mới học sửa điện thoại thì cứ làm cái căn bản trước rồi vào sâu sau. Đấy, mới đầu phải lắp được cái màn hình. Cáp này vào cái vị trí. Bấm xem nó có ngon không.
Gặp nó treo còn để em kích pin này em lắp cho được. Hả? Gặp nó treo không nên treo tao không? Không phải ai. Còn để em kích pin đi treo. Này phải găm lại cáp này vào. Ta phải xem những cái đoạn đầu trên này nó bóp méo hay không, bóp méo chúng ta phải dùng rũa để rũa. Nhưng máy này là máy xịn ngon, chúng ta phải lắp sao cho bảo thôi, bóp này là cho đỡ cận tay. Oh my.